Xin gửi chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả quý khách hàng thì em đem đến một cái sản phẩm rất chi là mới, và trong thời gian bán hàng rất nhiều anh em chúng ta hỏi về dòng sản phẩm này. Ở trên tay em đây, đây là một cái chuỗi lưới chuyên dụng để các bác chúng ta đi lùa cuốc này, đi đuổi cuốc này. Hàng này là hàng một lớp các bác nhá. Thì đối với dòng sản phẩm hàng lưới một lớp này đánh hiệu quả kinh tế rất là cao. Đó, so với những cái hàng ba lớp nghe thì có vẻ rất chi là dày dặn, nhưng mà hiệu quả kinh tế không bao giờ nhạy bén bằng hàng một lớp này. Đó, và nhiều anh em chúng ta đã trở thành săn thủ chuyên nghiệp, các bác cũng nắm được vấn đề này rồi. Và trong thời gian bán hàng thì Quỳnh Phạm lắng nghe rất là nhiều ý kiến phản hồi của khách hàng, và Quỳnh Phạm đã cho thợ làm cái dòng sản phẩm này để đưa ra thị trường cho tất cả anh em. Thì với dòng sản phẩm mới của ngày hôm nay, đó chính là cái mẫu lưới đuổi cuốc như này. Hàng này đợt này em đưa ra toàn bộ là mắt 6 phân nha mọi người nha. Đối với mắt 6 này thì các bác đuổi cuốc rất chi là hiệu quả kinh tế cao. Đây các bác này, có nghĩa một then của nó sẽ là 3 phân một cạnh như này, vuông của nó sẽ là vuông 3 phân. Đối với dòng sản phẩm này toàn bộ bên em đã kẹp trì hết cho các bác rồi nhá. Và đều có chống quận ở dưới chân và bằng dây giường cước rồi. Đó, tất cả hàng ở dưới chân bên em đều chạy bằng giường cước, các bác có thể quan sát kỹ ở đây. Đây mọi người nhìn kỹ giúp em này. Đó, toàn bộ dưới chân Quỳnh Phạm đã cho gì ạ? Cho thợ làm chống quận cho em, chống rối đấy các bác. Thì đối với dòng sản phẩm này, hàng một lớp này hiệu quả kinh tế rất là cao, các bác có thể quan sát kỹ ở đây về chất lượng lưới này. Toàn bộ hàng này là hàng sợi 2 xe 2 dù thái giúp em. Hàng này sợi 2 xe 2 dù thái, chất liệu rất chiều ok. Kích thước của nó cao là 1m4. Đó, cái lưới này của nó sẽ cao 1m4 này mọi người này. Đó, cao ngang với mặt em. Đó, cao 1m4. Đây, cao ngang với mặt em như thế này. Hàng này của nó cao 1m4 và độ dài của nó sẽ có 20m và 30m. Đó, đây là cái tai ở đầu trên này. Còn đây là phần chống quận ở dưới này. Đó, mọi người nhìn thấy không? Ở dưới đều có kẹp trì hết như này rồi mọi người nhá. Toàn bộ kẹp trì này bọn em là gò khủ thủ công hết, cho nên là cái tỷ lệ chắc và dày giường trì rất chi là nặng chân nhá. Cho nên các bác yên tâm. Và ở dưới này khi bác tở ra nó đều có chống rối như này nhá. Đây mọi người nhìn thấy không? Không phải là dây giường ở dưới là giường dù nữa, mà đợt này bọn em đã cải tiến toàn bộ theo ý kiến của khách hàng mua hàng và yêu cầu là làm chống rối bằng cước ở dưới chân, và bên em cũng đáp ứng cho mọi người nhá. Đấy các bác nhìn thấy không? Đều có chống rối ở dưới chân bằng cước như thế này này. Đó, và đều có kẹp trì hết như này, mọi người quan sát kỹ lưới bên em nhá. Đó, và hàng lưới này của nó thì Quỳnh Phạm báo luôn 20m sẽ có giá là 190.000 bao ship về tận nhà cho anh em. Và hàng của nó, hàng bao nhiêu mét ạ? 30m sẽ có giá là 270.000 bao ship về tận nhà cho anh em. Tất cả hàng bên nhà em bao cho anh em kiểm tra hàng luôn. Hàng lưới mảnh và bén như thế này, nếu anh em nhận hàng về không đúng chất lượng hàng như Quỳnh Phạm giới thiệu ở đây, các bác có điện thể điện lại để phản hồi với em. Đó, có thể điện lại để phản hồi với em. Em bán hàng người thật việc thật các bác nhá. Đó, đối với dòng sản phẩm này bao anh em kiểm tra hàng, nếu về đánh không dính không đúng hàng như Quỳnh Phạm đang giới thiệu, các bác có thể hoàn hàng mà không phải mất khoản chi phí nào hết nha. Cho nên mọi người xem video cố gắng xem thật kỹ trước khi đặt hàng. Tại vì sao ạ? Mua bán online các bác đặt hàng xem thật kỹ trước khi đặt hàng, tránh trường hợp chúng ta hoàn hàng của shop nha mọi người nha. Đấy, Quỳnh Phạm lưu ý một vấn đề như vậy. Và hàng của nó, kích thước của nó sẽ cao 1m4, mắt 6 phân. Đó, ngoài mắt 6 ra các bác thích đặt mắt khác em cũng đều có, ví dụ mắt 7, mắt 5 em đều có nha mọi người nha. Đó, hàng này cao 1m4 và độ dài của nó sẽ có 20m và 30m, Quỳnh Phạm vừa báo giá cho anh em rồi. Đó, 20m sẽ có giá 190.000 bao ship, còn 30m sẽ có giá là bao nhiêu ạ? 270.000 bao ship. Đó, anh em nghe rõ nhá. Lưới rất chi là đẹp, đây mọi người quan sát này, cận cảnh cho anh em xem này. Đó, cận cảnh cho các bác xem luôn, chúng ta dễ mua bán luôn nha mọi người nha. Đó, đấy các anh nhìn kỹ nha, lưới này quá trời là đẹp luôn, lưới này lưới mắt 6 hàng một lớp nha mọi người nha. Hàng một lớp, nếu các bác nhận hàng về đánh không bén điện lại cho em qua số điện thoại em cài đây nha, để chúng ta được gọi là phản hồi ấy, nêu ý kiến của cá nhân mình đấy. Mọi người nhìn này, đó hàng đẹp chưa? Hàng này là hàng mắt 6 phân nhá. Sợi 2 xe 2 dù thái, cam kết dù thái luôn. Đó, đều có chống quận ở chống rối ở dưới chân bằng cước như này, kẹp trì đầy đủ cho anh em rồi. Một tay 20m này sở hữu về tay chỉ có 190.000 thôi. Các bác đang xem video đừng tiếc cho Quỳnh Phạm xin một chữ mà đăng ký kênh và ủng hộ kênh. Và nhớ gì ạ? Nhớ ấn đăng ký kênh giúp em khi xem video nha mọi người nha. Đó, xin chào toàn thể các bác, chúc các bác chúng ta lên đơn hàng này không công nha. Lưới cực kỳ là đẹp. Xin chào toàn thể mọi người, hẹn các bác buổi video sau nhé.